chúng ta thực hiện phép nhân ba chữ số với nhau. 1 3 4 chẳng hạn này. Nhân với 2 1 3 chẳng hạn. Bây giờ chữ số này tương trưng ba dấu chấm này, đấy chữ số này tương trưng ba dấu chấm này. Bây giờ để hàng đơn vị ta lấy hai chữ số nhân với nhau là 3 4 12. nhiều 1. 1 được gửi lên hàng chục. Bây giờ chữ số hàng chục là hai số này nhân lại với nhau. Đấy. Và 3 x 3 là 9. 4 x 4 là 1. Thì cộng lại đây là 13 là nhớ 1 là 14 viết 4 nhớ 1 gửi vào chữ số hàng trăm vậy bây giờ chữ số hàng trăm thì như thế nào để tạo chữ hàng số hàng trăm thì hai chữ số hàng chục nhân lại với nhau đấy là 3 nhân 1 là 3 ok còn với để có chữ số hàng trăm thì rõ ràng là ta sẽ nhấn chữ số đơn vị hàng này và hàng trăm đây tức là 1 nhân 3 đấy. 1 nhân 3 là 3 rồi tiếp tục đây đây 3 nhân 2 nhân 4 là 8 cộng với 8 thì đây là à, 6 cộng 8 là 10, 14 biết nhớ 1 là 15 thức 5 nhớ 1 đấy rồi các bạn nhé đấy. rồi tiếp tục là chữ số hàng nghìn hàng nghìn là hai chữ số này hàng nghìn là hai chữ số nhân lại nhau đấy. chữ số này nhân là chữ số này à, 3 1 x 1 là 1 cộng với 3 x 2 là 6 cộng với 6 nhớ 1 là 7 ok đấy. còn chữ số hàng chục nghìn đây hàng chục nghìn này Đấy, đây là 1 x 2 2 x 1 là 2 vậy vậy 2 7 nghìn kết quả 2 nghìn 542 các bạn nhé các bạn kiểm tra đúng chưa đã sử dụng máy tính một hai ba một ba tư một ba tư nhân cho 2 hai một ba hai mươi nghìn ở đây chỗ này chủ kém này, đấy nhựa một là tám năm ở đây là một con nhựa một này các bạn nhé. Đấy. Tương tự các bạn lấy 101 nhân với 203 chẳng hạn. Rồi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Đây hai chữ số nhân lại với nhau là 3. Rồi hàng chục hai số nhân lại với nhau đấy là 0. Rồi hàng hàng trăm thì lệ hai chữ số nhân lại với nhau là 0. Rồi 1 nhân 3 là 3. 2 nhân 1 là 2 là 5. Rồi chữ số hàng nhanh chào này Đấy. rồi tiếp tục là chỉ số hàng nghìn hàng nghìn là lấy một nhân không là không không nhân hai không hai số nhân nào nhau là không rồi chỉ số hàng đây là hàng nghìn hàng chục nghìn là là hai một nhân hai là hai vậy kết quả là hai mươi nghìn năm trăm linh ba thì lại bạn nhé một nhân với hai ba ba